Thầy xây dựng cái tháp báo ân để làm cái gì? Chính là để cho khi mà các Phật tử chúng ta hiếu duyên mất mà qua 49 ngày mà thần thức chưa được vãng sinh hay cũng không bị đọa lạc, không chưa được tái sinh lên các cõi lành thiên giới, thiện giới hoặc cõi quỷ thần Atula vân vân gì đó. Chúng ta coi cái nắm cho, nắm xương, nắm cốt đó là nơi đến nơi về, coi như tấm thân, coi như ngôi nhà của chúng ta. Thế thì trong cái giai đoạn đó, có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, chúng ta vẫn coi cái nơi đó là nhà. Và mỗi khi, mỗi năm có mấy pháp hội, ít nhất là 1 tháng có 1-2 pháp hội địa tạng, 1 năm có 4-5 pháp hội lớn, như pháp hội tháng riêng, tháng 4, tháng 7, tháng 9, tháng 11, đúng không? Có mấy pháp hội Quan Âm, pháp hội Trung Phong. Sẵn chúng ta đã có sẵn nhân duyên với Tam Bảo, với Phật Pháp, với các quý thầy ở trong chùa rồi thì cũng dễ thôi. Giống như bây giờ này, có chút duyên rồi thì cứ nghe thầy tổ chức, là còn bỏ công xếp sắp công việc gia đình, còn đi hàng trăm cây số, vài trăm cây số để về tu được cơ mà. Có Phật tử bay máy bay, đi tàu hỏa từ trong miền Nam, trong Cà Mau, trong Tây Nguyên về đây cơ mà. Có những lần có Phật tử ở tận Trung Quốc, tận nước ngoài để về đây được cơ mà. Huống chi chúng ta ở ngay ngoài tháp báo ân, bước có bước chân là vào tới. Cho nên là lúc đó là gì? Đấy, thầy tổ chức pháp hội và cùng vào để gì? Vào để tu. Lúc đó chúng ta ở trong trạng thái là gì? Dùng cái thân, cái tấm thân do công đức, có chút công đức mà gì? Được ở ngay ở trong chùa. Mình gọi là tu tại gia. Tu tại gia nhưng mà được ở một suất nhà chung cư cao cấp ở trong chùa. Nói vui như thế thì mỗi người một suất mà. Không nói vui nhưng mà nó cũng là thật đấy. Đến lúc đấy là mỗi người một phòng, chả ai chung phòng ai cả. Thế là đấy, đến ngày pháp hội mới vào tu. Tu thì đến lúc đó thì lúc đầu thì có thể còn quyến luyến gia đình, quyến luyến chồng, quyến luyến con, quyến luyến vợ, quyến luyến cháu chắt nội ngoại hai bên, vân vân. Nhưng mà khổ, cả năm trời nó lên thắp hương lễ Phật, nó thăm mình được có một lần. Cả năm trời có ngày giỗ nó mới làm mâm cơm, nó mới mời về được có một lần. Mà thậm chí là dần dần 2-3 năm sau nó chẳng thèm lên luôn. Cả năm nó chẳng thèm lên luôn. Có hoặc nó có lên, nó đi đâu, nó hoặc đến ngày nó cử 1-2 người lên. Bao nhiêu đứa con, đứa cháu mà mình yêu, mình quý, mình mến trước đây mấy năm rồi, nó chả thèm đả động gì đến mình. Thậm chí ngày giỗ của mình nó về, nó chẳng thắp được nén hương, nó chẳng vái được mình một cái. Nó về nó ăn uống nhậu nhẹt, mỗi đứa một góc, mỗi đứa một cái điện thoại, mỗi đứa một cái iPad, thì nó chơi với nhau, nó ăn xong, nó hò rô với nhau xong, nó về. Nó chúng chẳng hỏi thăm mình, chẳng vái, chẳng thắp được nén hương cho mình một lần. Cho nên thấy là gì? Cũng buồn thôi. Chúng mày mà như thế thì thôi, tao chả quyến luyến gì chúng mày nữa. Pháp hội sau, pháp hội ngày lễ vía Đức Di Đà cuối năm 2024 này, tao niệm Phật, tao vãng sinh Tây Phương đi, tao chả ở với chúng mày nữa. Thế xong. Không, đây là thầy đang ý là nói là gì? Những cụ mà mất rồi á, những cụ mà hiện nay đang ở ngoài tháp á, đấy, lúc đó thì bây giờ đấy, mấy cả lâu lâu rồi chả thấy trên mặt mũi chúng nó đâu. Ngày giỗ cũng thế, nó về nó mỗi đứa cái điện thoại, cái iPad, nó ngồi với nhau một góc, xong rồi nó ăn uống xong, có những đứa, có những gia đình thì nó còn là đàn đúm, nó tá lả chơi khơ chơi bài với nhau, nó hò hét với nhau, ăn uống nhậu nhẹt, linh đình với nhau, say sưa, thậm chí nó còn khà khịa nhau, nó chửi nhau, buồn quá, buồn ơi là buồn. Bao nhiêu tâm tư tình cảm của mình dành cho con cho cháu ở trước đây, mình vừa mất đi có vài tháng vài năm thôi mà chẳng thấy nó nhớ, nó thương mình, chẳng thấy gia đình nhớ thương nhau như ngày xưa nữa. Thì cho nên bây giờ thôi, chẳng quyến luyến gì thế gian nữa. Đến pháp hội tới thì có khi pháp hội địa tạng hoặc pháp hội Trung Phong hay pháp hội Quan Âm, thậm chí có khi ngay pháp hội này, nhất tâm niệm Phật, chư Phật hiện tiền phóng đại quang minh, thôi theo sau Phật về Tây Phương đi cho xong. Đấy.
Đây, mục đích xây tháp báo ân là để như thế, để cho các Phật tử chúng ta khi mà chưa đủ duyên lành để vãng sinh ngay trong hiện đời, một đời này, thì đến khi xả bỏ báo thân chẳng còn chỗ nào đi về nữa, thì thôi về đó chúng ta ở gần ngay đó, chúng ta gì, chúng ta tu nó cũng cơ hội để được gì, vãng sinh, cơ hội để được đi thoát hóa đầu thai về cõi thiên giới thiện giới, kiếp sau lại tiếp tục nguyện được gặp Phật pháp, tu hành trong chính đạo. Cơ hội đó quả thật là thù thắng và nhiều cơ duyên, thắng duyên hơn rất là nhiều khi chúng ta gì nằm ở ngoài bãi tha ma nghĩa địa cùng chung với gì hổ lốn với tất cả các loại người vậy. Còn ở trong đấy thì tất cả những người quy tam bảo là Phật tử thì mới vào. Cũng giống như chúng ta đến chùa, dù sao thì những người Phật tử đến chùa với nhau, cùng mặc chiếc áo nâu áo lam với nhau. Cho dù chúng ta chưa quen biết nhau nên cứ nhìn cái áo nâu, nhìn cùng với nhau niệm A Di Đà Phật, cùng nhau đến đây tu hành thì dù sao cũng vẫn có thiện cảm với nhau gì nhiều hơn. Không biết có không? Nếu chưa có thì đứng lên bắt tay nhau đi xem nào. Người này bắt tay người kia, người nọ bắt tay người kia, làm quen. Không cần nói chuyện, bắt tay thôi, quay lại bên cạnh, hai bên, hai hàng quay lại với nhau, bắt tay nhau là sao? À, không thể nói thật mà. Nào, hai hàng, hàng trái, hàng phải, hai hàng bắt tay nhau, thế là xong. Đấy, đúng rồi, thế. Đoàn kết, đại đoàn kết. Cùng nhau tu hành, cùng nhau phát nguyện vãng sinh. Ai vãng sinh trước thì sau này tiếp dẫn bạch Phật để đến để tiếp dẫn người vãng sinh sau. Đấy. Cho nên đấy là cái ý nghĩa cái việc làm. Và ngoài ra cũng còn có thể độ được cho cả con cháu, độ cho cả người thân. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói thì khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn á, thời mạt pháp sau này nếu có bất cứ chúng sinh nào, thiện nam tín nữ nào đối trước tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, chỉ cần gì ạ, giơ một tay hơi cúi đầu xuống xưng hai từ gì Mô Phật thôi, thì Đức Phật cũng thọ ký cho người đó được thành đạo sau này. Tức là nhờ cái nhân nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, hơi cúi đầu giơ một tay thôi nhá, chứ là chắp cả hai tay Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật xá xuống, thì đương nhiên người đó được Phật thọ ký thành Phật rồi, không có trượt đi đâu được. Còn chỉ cần người đó thì chưa đủ niềm tin giơ hai tay xưng chọn câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vân vân, người đó chỉ cần nó thấy tới chùa, họ thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát trang nghiêm thanh tịnh quá, nhưng mà nó còn ngại, còn nể, còn gì, còn cái bản ngã của nó quá cao, nó không dám cúi đầu, cũng không dám chắp tay, nó ngó sang ngó dọc không thấy ai quen quen nữa, gì hơi giơ tay lên cúi đầu thầm niệm là gì Mô Phật cái thôi. Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật nói cũng hoan hỷ thọ ký cho người đó, trải qua nhiều đời nhiều kiếp, nhờ một cái duyên lành đối trước tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, giơ một cánh tay hơi cúi đầu xuống xưng một xưng hai chữ gì Mô Phật thôi, Phật cũng thọ ký cho người đó sau này được thành Phật. Bình thường các vị có khi nhiều người ở trong này khuyên chồng khuyên con khuyên cháu, khuyên vợ khuyên con khuyên cháu đến chùa lễ Phật tham dự pháp hội, nó không nghe, nó bảo mê tín dị đoan, nghe gì mấy cái ông sư ấy đem lại lợi ích cho xã hội đâu, mấy ông ấy giống chẳng khác gì những kẻ cây tầm gửi, sống nhờ xã hội, có làm được gì đâu, có biết cái gì đâu, suốt ngày thao thao bất tuyệt nói những lời sáo rỗng không lợi ích gì cho thế gian cả, vân vân ABC. Rồi xem trên mạng xã hội vừa qua rồi có vị sư thì thế này, vị thì thế nọ, vị thế kia, rồi có những vị sư như thế mới là chân tu, có những vị sư thì tu như thế không phải là chân tu, vân vân ABC. Đấy, cho nên họ lại càng thêm bài xích báng phá. Chúng ta muốn khuyên họ đi cũng chẳng thể được, muốn khuyên họ không phải ai xuất gia cũng thế đâu, sư nào cũng như thế đâu, họ cũng không thèm nghe. Nhưng khi chúng ta mất đi, chỉ cần mà người thân hoan hỷ hoàn toàn hoặc hoan hỷ chút xíu, chúng ta gửi được cái nắm cho cốt vào nơi đó thì ít nhất là ngày giỗ, ngày Tết,
con cháu nó cũng đến bình thường thì nó chôn ở ngoài đồng, ngoài nghĩa địa thì nó cũng phải đến để nó gì? Một năm ít nhất ngày giỗ hoặc ngày Tết, năm ít nhất phải một lần hoặc hai lần. Nó đến nó cải mộ, nó tảo mộ và nó gì? Thắp hương thì mời người thân về ăn Tết ấy. Đấy. Thế nhưng ngày đó chẳng nhẽ nó lên, nó chỉ đến nó vào thẳng đó, nó thăm, nó vái bố, vái mẹ, vái ông, vái bà, vái người thân của nó thôi à? Chẳng nói nó không vào chùa nó lấy à? Không vào chùa không sao. Sư cụ Giăng Thiên La Địa Võng cho họ thành Phật khắp mọi nơi rồi. Không vào chùa thì ở trong tháp cụ cũng gì? Bày cả ban Phật đấy rồi. Mà tới đây tháp mới thì sẽ bày cái, một cái ban Phật ngay trước cửa vào to và đẹp, trang nghiêm nhất, sừng sững. Bắt đầu vào một cái là nhìn thấy Phật rồi. Mà chẳng nhớ thấy Phật nó không lễ à? Lễ tức là chúng gì? Chúng Thiên La Địa Võng của Phật bày ra để thọ ký cho họ thành Phật rồi. Nói vui như thế thôi thì các quý vị, đấy gọi là phương tiện. Phương tiện để mong cho chúng sinh kết duyên với Phật. Bây giờ chúng sinh do gì? Do kém phúc, kém duyên giải thoát giác ngộ, kém duyên với Tam Bảo, với Đức Phật. Cho nên nó căng cường, nó chống đối và nó coi thường. Nhưng khi nào vào trong địa ngục nó chịu khổ nó mới biết. Nhưng vào đấy lúc đấy muộn mất rồi. Cho nên trong kinh Địa Tạng Bồ Tát, Địa Tạng được Đức Phật Thích Ca giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký và phó chúc cho là về đời sau này khi Như Lai nhập Niết Bàn thì còn những chúng sinh căng cường, còn lại những chúng sinh khó hóa đầu, ông phải dùng mọi phương tiện để giáo hóa, để dẫn dắt, để giúp đỡ cho những chúng sinh ấy nó biết tới Phật, Phật Pháp, biết tới nhân quả, biết tới cái sự tu tập để được giác ngộ giải thoát, vân vân. Cho nên mình thì là học trò, là đệ tử của chư Phật, của Bồ Tát. Cho nên thôi thì cứ các ngài dạy thế nào mình cứ thế mà làm theo. Mình làm để lợi ích cho chúng sinh, cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước, chứ không làm lợi ích cho cá nhân mình là được. Vì cá nhân mình không giữ cái gì cho riêng tư thì mình không có sợ cái gì cả. Mình sợ giờ mình tham lam, mình cất chứa tiền tài của cái vàng bạc, sổ đỏ, sổ đen gì gì đó để giữ cho bản thân mình, giữ quý cho bản thân mình mới sợ. Còn tất tần tật mình làm vì Tam Bảo, vì Phật sự, vì chùa cánh thì không có sợ cái gì các quý vị.